Còn có mấy ngày nữa thôi thì Tết cũng đến nơi rồi, nên là cũng phải sắm sửa cho mình một cái thứ gì đó nó vô cùng giá trị nha mọi người. Thì chắc là cái chiếc bình của Thái Công rồi. Thì cái thử thách hôm nay chắc là tôi sẽ không quay bằng cái con hạt này được, bởi vì cái con hạt này nó rất là dèo luôn. Hiện tại nó đang rất là dèo rồi. Nếu mà đi tìm cái thứ gì đó nó dèo nữa thì mọi người sẽ không phân biệt được. Đây mọi người thấy không, vào vải trưởng luôn, ba kitsune, 8 đeo bát, 7 chơi gồng và rất là nhiều cái chất quỷ khác nữa. Nên là nói chung là tôi sẽ dùng một cái con hạt khác để quay cho mọi người dễ nhìn nha mọi người. Chứ thật sự là cái con hạt này nếu mà một chút xíu nữa mọi người sẽ không nhìn ra được, tại vì nó rất là lộn xộn luôn. Ok thì bắt đầu reset thôi, cho nó mắc toàn bộ chắc quỷ luôn, như vậy nó mới ghê. Giờ ok, trở lại từ nơi bắt đầu nha mọi người. Đấy, thời niên thiếu của Nana Blood đó mọi người ơi. Một cái con hạt mà không có gì hết trơn á. Nói chung là không có chắc quỷ nha, còn mấy thứ kia thì nó vẫn có. Giờ ok, nói chung là đây, mọi người thấy không, không có một cái chắc quỷ nào nha mọi người. Một chút xíu nữa nó sẽ có rất là nhiều cái chắc quỷ. Mà làm sao để nó có được rất là nhiều cái chắc quỷ thì một chút xíu nữa rồi xem và biết nha. Còn bây giờ thì cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh, và nhớ bật chuông để đón xem những video mới nhất nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều. Giờ ok, bây giờ sẽ là bắt đầu cái hành trình đi săn tìm cái chiếc bình của Thái Công trị giá 235 củ. Ok, phun xa xôi. Đây, chính xác luôn mọi người ơi. Rồi, đó chính là cái chắc quỷ trọng lập. Trời ơi, mở hàng ra cái chắc quỷ VIP vậy bấy. Đó, rơi cho mọi người. Ôi dồi ôi, ngon mọi người ơi, cái chắc quỷ truyền thuyết luôn nha. Đấy, nói chung là mới vô là ra cái chắc quỷ truyền thuyết là thấy thơm thơm rồi. Còn cái chắc quỷ này đi chơi dùm cái chắc quỷ gốc két đồ xài cũng được. Rồi ok, cũng ngon đấy. Theo như cái sự tính toán không bao giờ sai lầm của tôi thì khả năng cái khoảng cách này đó chính là cái đảo đầu lâu rồi. Còn khỉ gì nữa mọi người ơi. Đó, chính xác luôn nha. Vâng, để xem thì có cái chắc quỷ gì tiếp theo. Vâng, nó màu gì rồi. Màu của Paris mọi người ơi. Ôi dồi ôi luôn, VIP lại thêm một cái chắc quỷ truyền thuyết nữa. Đó, ngon nha mọi người. Tôi nói rồi, mở hàng bằng một cái chắc quỷ truyền thuyết thì chắc là từ đây về sau là lụm toàn là cái chắc quỷ truyền thuyết không. Đấy, ghê cho mọi người. Ngoài cái năng lực tìm chắc quỷ ra thì tôi còn có một cái năng lực khác, đó chính là cái năng lực random. Random cũng rê lắm, không phải cái dạng sòn sòn đâu mọi người. Rồi ok, để random cho mọi người xem thử nha. Anh Violet đẹp trai cho cái chắc quỷ truyền thuyết. Rồi, anh cho tình yêu. Đấy, nói chung là nơi tình yêu bắt đầu nha mọi người. Bao giờ là cũng phải như vậy, phải có cái nơi tình yêu bắt đầu rồi mới có cái nơi là tình yêu nó kết thúc. Rồi ok, một chút xíu nó kết thúc bằng cái trái truyền thuyết, chứ không phải là nó kết thúc bằng cái trái tình yêu nữa đâu. Rồi ok, đấy, nói chung là anh Violet thương yêu và cho được cái trái quỷ tình yêu nha mọi người. 2 tiếng sau tôi đã quay trở lại để xem thử có cái nơi tình yêu kết thúc này sẽ như thế nào. Anh Violet đẹp trai, đừng có kết thúc với em nha, em không có thích đâu. Rồi đó, anh không có kết thúc tình yêu nha mọi người, anh kết thúc bằng cái con nhện. Không có liên quan gì đến cái chuyện mà yêu đương ở đây hết trơn á. Tự nhiên tình yêu có con nhện này là sao trời. Rồi ok, đó chính là cái chắc quỷ xì Spider của khứa đồ Lemingo đó mọi người ơi. Rồi ok, cũng được. Lúc này tôi có cảm giác là một cái chắc quỷ nó đã xuất hiện, khả năng là nó ở cái đảo Dung Nham rồi. Cái này là có máy định vị mọi người ơi, nó cảm giác cho nó sang sang gì thôi chứ có cái máy định vị mà chơi chơi cái này mà cảm giác khỉ gì mọi người. Rồi ok, chính xác cái đi nè. Đó, nói chung là được, coi coi nó chớp chớp rồi mọi người. Mà cái thứ mà nó chớp chớp là nó giống như cái trái lớp phải á, không phải trái lớp cũng không phải. Rồi cái trái ai cha cha, nhìn xa tưởng đâu là cái trái trọng lực nữa chứ ai nhà, đó chính là cái trái âm thanh nha mọi người. Rồi ok, lại được thêm cái chắc quỷ quyền thoại nữa. Nói chung là quyền thoại truyền thuyết thì cũng được. Mà cái chắc quỷ này thì một chút xíu nữa là từ từ nó cũng tới cái chiếc bình của Thái Công thôi. Nghe theo cái tiếng gọi của con tim, tôi đã chạy nhầm đến cái đảo người địa. Đây là một sự tính toán rất là sai lầm nha mọi người. Cái khả năng cái khoảng cách này thì đó chính là cái núi tuyết rồi, hồi nãy đi nhầm cái nghĩa địa đó mọi người ơi. Giờ ok, chính xác luôn đó. Rồi chơi mọi người, nói chung là cái sự tính toán thì bao giờ lâu lâu nó cũng phải có một cái sự sai lầm nha. Rồi đó chính là cái chắc quỷ màu vàng mọi người ơi. Rồi đó chính là bu đờ he rồi. Đó, lại thêm cái chắc quỷ quyền thoại nữa nha mọi người. Một cái chắc quỷ mà rất là nhiều người yêu thích luôn. Được xem là một cái chắc quỷ có nhiều công dụng tốt nhất trên cái game này luôn. Và nó cũng rất là dễ bam. Nếu mà em muốn đầu tư, nếu mà em muốn mà có một cái chắc quỷ truyền thuyết gì đấy thì phải đầu tư cho mình đó chính là cái chắc quỷ bu đờ he đúng không. Rồi đi chơi về lên. Nói chung là đi chơi cái giống gì cũng phải cần có cái trái quỷ này hết trơn á. Tôi có linh cảm rằng là một cái chắc quỷ này đã xuất hiện ở cái đảo đầu lâu. Vâng, vẫn là nhờ giật cái máy định vị nha mọi người. Không có linh cảm gì ở đây cả. Rồi nói chung là đi tìm chắc quỷ thì có cái máy định vị thôi, còn là treo server rồi biết vị trí bam thì một tiếng đi tìm một lần cũng được. Còn không á thì không biết vị trí bam thì sắp cho mình cái máy định vị thôi, chứ linh cảm kỹ gì mọi người ơi. Vâng, đó chính là cái chắc quỷ truyền thuyết nữa nha. Đó, rơi cho mọi người y chang cái chỗ hồi nãy luôn, cái chỗ hồi nãy mà lượm cái trái xì Paris đó, và bây giờ nó lại bam cái chắc quỷ shadow, cái chắc quỷ bóng đêm. Chắc là chưa bao giờ mọi người thấy cái ông nào mà đi tìm chắc quỷ như kiểu mà ông Nana Blood kiểu đúng không, tìm mà toàn là truyền thuyết quyền thoại không mà. Nói chung ghê lắm, ghê từ xưa giờ rồi mọi người ơi. Cái này là thời niên thiếu nha, thời niên thiếu cũng ghê như vậy đấy. Giờ ok, để kiểm tra là cái gương cái coi. Rồi ok, được một mớ chắc quỷ quyền thoại và truyền thuyết rồi đấy. Bỏ qua cái cảm giác và cái linh cảm, lần này thì cái bá định vị nó đã hướng dẫn tôi đi đến cái con thuyền mà em. Giờ ok,
chính xác luôn đó mọi người thấy không? Nói chung là cái máy định vị thì nó phải chính xác rồi, chứ không lẽ nó sai lầm được. Rồi một cái chất quỷ màu xanh, vâng đó chính là cái trái tuyết mọi người ơi. Đó, mùa đông không lạnh nha mọi người, y chang luôn, ngay chăng mùa đông luôn. Ba cái trái tuyết là quá hợp lý, hợp tình luôn rồi, chứ còn gì nữa mọi người. Giờ ok lại thêm cái chất quỷ huyền thoại nữa mọi người ơi, bá quá. Nói chung là đi tìm chất quỷ bá quá, ghê quá ông nè ơi. Nói mùa đông thì có mùa đông, cái máy định vị nó đã dẫn tôi đến cái đối tiết để xem thử coi có tìm được cái chiếc bình của tái công hay không nha mọi người. Giờ chỉ còn 70 mấy 50 mấy cái hướng này là cái chỗ này. Nói chung là cái đối tiết này nó có hai vị trí bam thôi, một cái đầu này và một cái đầu kia, ở hai đầu nữa nhớ đó mọi người. Vâng, đó chính là cái trái bột vải lúa luôn. Ôi VIP mọi người ơi, xịn. Trời ơi, một cái chất quỷ được xem là huyền thoại của cái game này. Và nó là một cái chất quỷ truyền thuyết đó mọi người, một cái chất quỷ mà không bao giờ rớt giá luôn. Trời ơi trời, trái gì ra, trái gì mới gì ra, rớt giá, lên giá rồi rớt giá. Nhưng chỉ có cái trái bột là giá mãi đỉnh từ xưa tới nay luôn, ghê lắm. Giờ ok, như vậy là sau bao nhiêu vất vả dân em thì tìm được có cái trái bột thôi. Còn mấy cái trái kia thì nó ở cái dạng gọi là tầm trung bình. Tôi tìm ở C2 mà tôi không hiểu cái máy định vị nó hướng dẫn kiểu gì mà tôi đã về tới cái C3 luôn. Vải ca lúa rơi cho mọi người. Tìm mà cái máy định vị mà chỉ từ C2 xuyên ngang C3 luôn nha. Giờ ok, 20 mấy mét cái vị trí bam là cái chỗ nào đây? À cái chỗ này. Nói chung là lâu lắm rồi không tìm mà C3 riết mà quên vị trí bam luôn á trời. Giờ ok, đó chính là cái chắc quỷ bu đờ he nữa mọi người ơi. Phải lố luôn, cái trái này nó rất là dễ bam. Tôi nói rồi, nó thật sự là nó rất là dễ bam. Đến bây giờ là tôi không biết là tôi đã từng tìm được bao nhiêu cái chắc quỷ bu đờ he này rồi đó mọi người. Nếu mà tính từ lúc mà chơi game cho tới bây giờ là tính khoảng vài trăm trái bu đờ he, đúng không? Lớn rồi. Bốc phét ít thôi. Nói chung là một cái clip mà tôi tìm 4-5 trái không là mọi người hiểu rồi đấy. Về cái C3 này thì sẵn tiện đây tôi cũng ghé thăm người yêu cũ, đó chính là cái anh Violet nha mọi người. Có bà Huyền Narin đó kìa. Rồi ok đây, anh Violet đây, nơi tình yêu bắt đầu ở cái C2 và nơi tình yêu kết thúc cũng là C2, và đây chính là người yêu cũ của tôi. Đó, cho cái tránh sáng luôn, nó người yêu cũ cho tránh sáng trời. Bên kia người ta nói nơi tình yêu bắt đầu cho trái lớp, rồi nơi tình yêu kết thúc cho cái trái tơ. Rồi bên đây cho tránh sáng. Rồi ok đây, có bà Huyền Narin mới cái trái gì đây? Qua rồi. Ôi trời ơi, trời ơi, chắc quỷ Venom luôn kìa. Ôi trời ơi, sao ngộ vậy trời, tôi làm clip thì cho tôi trái Venom đó đi. Rồi tự nhiên cho trái ánh sáng rồi đưa trái Venom qua bên kia làm gì trời. Rồi bảo vứt rồi kìa, đó, nói chung là mấy người mà già quá lắm người. Người ta có mấy cái trái này nè, người ta đâu có càng đâu. Đó, nếu mà người ta không càng thì mình trả ra cho người ta cái trái ánh sáng. Mình lấy cái trái Venom nè, đó, rồi mình lưu trữ lại. Đó, ngon không, như vậy là xong rồi đó mọi người. Coi như là chay xong cái chắc quỷ, quá VIP. Lúc này thì tôi đã quay trở về cái C2 và thấy cái nhà máy nó đang sắp mở cửa và tôi đã chỉnh sang cái chế độ Như Lai Phật Tổ. Giờ ok, Như Lai Phật Tổ chỉ có thể là đánh nhà máy là ăn thôi, không thể nào mà thua được. Vô đây là cứ xâm chiếm Phật Tổ là lụm hết mọi người, không thằng nào mà trụ lại đâu. Nói chung là thằng nào nhiều đam nó thắng nè, đúng không? Chỉ có Phật Tổ kèm xâm chiếm là lụm. Đó rồi ok, nói chung là bây giờ đánh nhà máy nhanh lắm nha, nhà máy bây giờ nó không có ngưng đúng người, nó ăn nhanh lắm đó. Trời ơi vải lúa luôn, trời ơi, kinh khủng mọi người ơi. Oh my god luôn, đó chính là cái chắc quỷ vinh linh hồn hả. Ôi xưa giờ đọc Git quen rồi, tự nhiên giờ lại sửa lại linh hồn nữa, đọc mà bị lẹo lưỡi luôn á. Rồi ok, để thêm cái chắc quỷ 7 nữa mọi người ơi. Cuối cùng thì cái máy định vị nó đã quay trở lại theo cái khoảng cách này, thì đó chính là cái đảo nghĩa địa rồi, nơi mà cái tiếng gọi của con tim đó mọi người ơi. Giờ để xem để coi tiếng gọi của con tim cho cái trái bên phải lúa. Đây chính là anh em với lại là cái chắc quỷ trọng lực đây chứ đâu nữa. Hai cái chắc quỷ, một thằng huyền thoại, một thằng truyền thuyết. Nói chung là đồ họa nhìn bên ngoài rất là đẹp, đi chơi thì đắt thằng nào chịu nhận cả. Đó, đây chính là phong cách của hai cái chắc quỷ này nha mọi người. Rồi ok, nói chung là cái chắc quỷ huyền thoại truyền thuyết bây giờ là nó bắt đầu nó nhiều lại rồi đó nha. Ở rằng cái khu vực nhà máy nó đã xuất hiện một cái chắc quỷ phân gần đây thôi mọi người, khỏi dịch chuyển đi trên nó mất công. Giờ từ xe này tôi đã thấy một cái chắc quỷ màu xanh, đó chính là cái chắc quỷ Kit. Trời ơi, Kit Gumbo vải lúa. Ôi trời ơi, sao không bao giờ gặp Kit Sune vậy, sao toàn là Kit Gumbo không vậy trời. Đấy, nói chung là màu xanh với nhau không à. Mà thằng 8 triệu Belly, thằng 2 triệu mốt Belly, nhìn chém dễ sợ luôn đấy. Tưởng đâu là tìm được cái chất quỷ Kitsune là tôi đi đổi được cái chiếc bình của Thái Công rồi, là ăn Tết vui rồi. Nhưng mà thôi cũng được, cái chất quỷ huyền thoại đó mọi người ơi. Bây giờ là mình gom nhiều lại, rồi một chút xíu nữa đi đổi cái chiếc bình của Thái Công cũng được mà, đúng không? Lần này thì cái chất quỷ nó vẫn xuất hiện ở cái vương quốc hoa hồng, nơi mà đi farm có bông hoa màu vàng đây nè mọi người ơi. Rồi ok, để xem thử coi. Rồi, một cái chất quỷ màu xanh nữa. Đó, ôi giời ơi, lại là cành
cành Sune hả? Cành Sune, cành tròn Sune, lại làm cái chất quỷ pha ke nữa. Ôi giời ơi, sao mà nó không ghé được Kitsune vậy? Một cái chất quỷ truyền thuyết thôi nha mọi người. Nghe nói là một cái chất quỷ sắp được làm lại từ hồi tháng 2 năm 2023. Và bây giờ là tháng 2 năm 2024, vẫn chưa update luôn, vẫn chưa làm lại. Chán dễ sợ. Vậy thì nói chung là hồi nãy giờ là chắc là cũng 15-16 chất quỷ huyền thoại truyền thuyết rồi đấy. Chắc là đã đủ đi đổi cái chiếc bình của Thái Công rồi đó mọi người ơi. Nói vậy thôi chứ hồi nãy giờ là cũng quên. Tại vì Tết cũng sắp đến nơi rồi mà quên chúc mọi người. Chúc mọi người có một cái Tết ấm no, hạnh phúc và vui vẻ nha. Trời ok, đây là cái chất quỷ truyền thuyết nữa rồi mọi người ơi. Rồi cái trái Shadow nữa nha mọi người. Thì nói chung là cái chiếc bình của Thái Công thì chắc là nó không có trên cái tựa Ram Redfoot này thôi. Tôi nói đùa nãy giờ cho nó vui vui thôi nha. Còn năm nay á, làm cái năm mới, làm cái năm con rồng, thì tôi sẽ thử thách là dùng toàn bộ cái chất quỷ này để mà đi chơi với cái chất quỷ Jagon xem coi được hay không nha mọi người. Cái chất quỷ Jagon bây giờ là có giá lắm nha. Phải là 2 Leopard hoặc là 1 Leopard, 1 Target, 1 bột gì đấy. Nói chung là nhiều lắm mới chơi được một cái chất quỷ Jagon. Tại vì cái chất quỷ Jagon nó bị khóa rồi mọi người, nên là bây giờ nó rất là khan hiếm luôn. Rồi nói chung là đây là cái tài sản mà đi kiếm từ hồi nãy giờ nha mọi người. Khả năng là tôi nghĩ rằng nếu mà tôi đi chơi dài lên thì vẫn có khả năng là chơi được cái chất quỷ Jagon đấy. Chốt được một cái kèo đó chính là bột Paris Buda bóng đêm để chơi được cái chất quỷ Leopard nha mọi người. Đấy, nói chung là trước mắt là phải có chất quỷ Leopard rồi mới từ từ chơi được cái trái gồng. Còn nếu mà muốn chơi trái gồng mà không có Leopard là không làm ăn gì được cả. Mà muốn chơi cái trái Leopard là bắt buộc là phải có cái trái bột, mà không có trái bột là không thể nào mà chơi được cái chất quỷ Leopard. Đó, nói chung là bắt cầu lên đó mọi người. Lúc này là tôi lại chốt được thêm một cái kèo nữa, đó chính là Paris Bảo Tuyết Buda 2 chơi được cái trái bột nha mọi người. Nói chung là mình nãy là mình được tới 2 trái xì Paris mà đúng không? 2 xì Paris, 2 Buda 2. Đúng không mọi người, tại vì hồi nãy là tôi đánh nhà máy ra bị cái Paris nữa đó. Thì mãi mới được một người chốt cho tôi cái kèo này, đó chính là bóng đêm Lowy Venom âm thanh để mà chơi gì một cái chất quỷ Target nha mọi người. Tại vì tôi đang dự định đó là tôi phải kiếm được Leopard nè, Target bột rồi tôi mới dùng mấy cái chất quỷ này để tôi đi tìm kèo Jagon, mong rằng là vẫn tìm được đấy, hoặc là 2 Leopard mới được. Nói chung là kiểu này là chắc là cũng được 2 Leopard rồi đấy. Giờ ok đấy, nói chung là chơi từ dưới đi lên đó mọi người ơi. Vâng, bây giờ thì chỉ còn là Leopard, cành tròn bột với lại là Target nha. Còn cái trái trọng lực với lại là cái trái Ben thì thôi vứt đi, nói chung là có cũng như không thôi. Qua một cái ngày hôm sau nữa tôi mới tìm được một cái kèo, đó chính là báo đớm bột Target điều khiển để chơi gì cái trái gồng đó mọi người. Phải tìm rất là lâu, tìm đâu đó là khoảng mười mấy tiếng đồng hồ đấy, tìm trên Discord đó nha. Rồi ok đấy, thì đây chính là cái trái gồng có giá trị tương đương với lại là cái chiếc bình của Thái Công, có giá là 3,5 củ đó. Rồi ok, cái kia là 235 củ đúng không, cái này là 3,5 củ nha mọi người. Cũng được đấy, 5 con gồng có trái con gồng là ok rồi. Thôi bây giờ mình xin dừng đây nha mọi người, xin chào và tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh nha nha.